Quý vị khi nghĩ về một người phụ nữ làm trong công ty công nghệ viễn thông thì sẽ như thế nào? Không xinh. Chắc là khó tính đấy. Phụ nữ mà logic quá thì khó khăn lắm, chẳng quyến rũ gì cả. Chào bạn. Chưa chắc đâu. Ở đâu thì không biết, chứ tại VNPT Technology và các công ty thành viên, mỗi chị em là một bông hoa rực rỡ. Tại đây có những bông hoa tuổi đôi mươi, đáng yêu, năng động và tự do. Những bông hoa xinh đẹp còn chưa thuộc về ai, khiến cho nhiều đồng nghiệp nam phải đứng ngồi không yên. Lại có những bông hoa ngày càng khí chất và quyến rũ hơn theo từng năm tháng. Họ đảm đang quán xuyến từ công việc của công ty cho đến chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái, chu đáo và vẹn toàn. Luôn luôn là niềm tự hào, hãnh diện của các đức lang quân. Nếu mà mình không chăm chỉ làm việc hoặc là đi muộn về sớm thì sẽ dễ ghét. Nếu mà mình không để ý đến con cái thì có thể nó sẽ hư. Còn nếu như mình không chăm sóc bản thân mình thì mình già, mình xấu, chẳng ai yêu. Mình cứ giờ nào làm việc đấy thôi, cố gắng làm tập trung vào chuyên môn. Nếu mà trong giờ làm việc thì sẽ checklist làm hết các công việc mà phải giao hoặc là cải tiến các công việc mình có thể. Nhưng mà khi về nhà thì để công việc ở công ty và tập trung chăm lo cho con. Con hãy là những người con ngoan, lễ phép với người lớn, biết nhường nhịn các bạn gái xung quanh mình, và nếu cần thì hãy giúp đỡ các bạn trong khả năng của mình. Và những bông hoa tỏa hương ngọt ngào với sự hăng say trong công việc, tình yêu cuộc sống và tinh thần hòa ái, bao dung. Họ không ngại vất vả, toàn tâm toàn ý mang đến cuộc sống chất lượng và những phút giây hạnh phúc cho mọi người. Niềm vui của bọn tớ là được nấu ăn phục vụ các cán bộ công nhân viên trong công ty mình. Với cả mọi người ăn ngon miệng và ăn hết thức ăn khi mà bọn mình nấu ra. Thì đấy là niềm vui rất lớn của tổ bếp mình. Về nhà mình vẫn phải phục vụ đầy đủ cho gia đình cũng như là cho bản thân mình. Vẫn vào tay hết. Nhưng mà đấy là niềm vui rồi. Tất cả các chị em cán bộ nhân viên nữ tại VNPT Technology và các công ty thành viên đều là những bông hoa tươi đẹp, quý giá, xứng đáng được nâng niu trân trọng. Những lời thổ lộ, những dòng tri ân không phải lúc nào cũng dễ dàng được bày tỏ. Nhưng chị em hãy luôn biết rằng VNPT Technology tự hào và trân quý các bạn, những người phụ nữ tuyệt vời của chúng tôi. Mình không dùng thang điểm nào để chấm cho chị em cả, bởi vì thứ nhất là về yếu tố công việc, yếu tố gia đình thì khả năng của chị em rất là to lớn và vĩ đại, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đấy là ở nhà và ở trong cơ quan thì là vừa là đồng nghiệp, vừa là những người bạn thân thiết. Đến nay thì trung tâm của anh thì chỉ có 3 chị em thôi. 3 chị em thì nói chung là anh rất là hài lòng. Bởi vì chị em làm việc trong team thì đóng góp rất là nhiều trong các dự án của công ty. Thứ hai là chị em có những vai trò quan trọng trong những cái, trong tạo những không khí làm việc vui vẻ cho anh em. Bởi vì nếu một trung tâm mà chỉ có anh em không thôi thì nó rất là lôi thôi lộn thuộn. Rất là nhiệt tình trong công việc và rất là cẩn thận, chu đáo trong công việc.
Nhân ngày 20 tháng 10 thì cũng chúc cho chị em và toàn thể gia đình của các chị em hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 20 tháng 10 thì anh chúc tất cả chị em trong công ty thứ nhất là phát huy được tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, thứ hai là duy trì được cái những cái đóng góp và những cái sự cố gắng đến nay, và cuối cùng thì chúc chị em mạnh khỏe, vui vẻ. Mình xin chúc toàn thể chị em phụ nữ của VNPT Technology cũng như là các đơn vị thành viên là có một ngày lễ 20 tháng 10 là trọn vẹn, vui vẻ, được thật nhiều các anh em quan tâm và có những món quà bất ngờ. Được làm việc cùng các chị em không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là nguồn động lực lớn lao để các anh em cố gắng trong công việc và cuộc sống, cùng góp sức đưa VNPT Technology vững bước tiến lên. Vì vậy, nên các chị em thân yêu ơi, bất kể bạn ở lứa tuổi nào, làm việc ở bộ phận nào, hãy luôn luôn yêu mình, yêu đời và luôn là một bông hoa rực rỡ trong vườn hoa VNPT Technology nhé. Chúc mừng ngày phụ nữ.